Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây trên trang cá nhân, cậu IT Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt tin nhắn gây sốc với tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường. Anh cho biết gia đình anh đang bị đe dọa và đây có thể sẽ là bài đăng cuối cùng của anh vì cả con của anh cũng đang bị đe dọa tính mạng. Cậu IT cũng khẩn thiết cầu cứu mong mọi người vạch trần Phi Nhung. Cụ thể, Nhâm Hoàng Khang cho biết, gửi ba con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp. Cả người liên lạc của Cường cũng vậy. Hôm trước mình đã gửi công an nhưng họ cần thời gian để điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người xem video clip này. Cường nói nhà này toàn quỷ, không hề sai. Sự thật rất nhiều, mọi người tin Khang không? Hãy chia sẻ giúp Khang để bọn đe dọa trẻ em ra pháp luật. Mẹ Cường cực khổ, các xe Cường bị Phi Nhung và DP, MT lấy gần hết, chỉ gửi cho mẹ một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà PN, dạo này tập cho mẹ Cường uống rượu, ăn chơi. Có lẽ đây là dòng trạng thái cuối cùng Khang đăng. Mọi người hãy nhớ, nếu trong vòng 24 giờ nữa không có bài đăng nào thì chắc là do đang bảo vệ gia đình. Vừa có người hăm dọa giết con mình luôn. Lũ này thật tàn ác, hãy kêu gọi công an cứu Cường, hãy kêu gọi làm rõ những đứa trẻ Phi Nhung nuôi, hãy kêu gọi Phi Nhung công khai từ thiện hồi năm 2020. Phi Nhung hứa nhưng chưa bao giờ làm. Ngay lập tức, bài đăng này đã mau chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có nhiều ý kiến chỉ trích hướng về phía Phi Nhung. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những thông tin một chiều từ phía Nhâm Hoàng Khang, chưa có xác nhận chính thức từ phía Hồ Văn Cường hay cơ quan chức năng. Còn về phía Phi Nhung thì hiện tại cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày nhé.